người nào mà nhắc á, người nhắc á, là sơn mặt quỷ nhắc làm cái gì đó, thật sự các bạn nghe nha. Hắn là sinh năm thằng sơn mặt quỷ á, hắn sinh năm 77, quê hay là gốc Đà Nẵng gần nhà tao thôi, mẹ không. Chứ bây giờ mà thử mà đi về là nắng coi giờ nói mày ngồi im tại chỗ mà like như tao phát là coi tao đó mày à. 10 phút sau là mày trong cuộc đời này mày, tao hứa cho anh giữ mày chứ bao giờ mày tái sư mà quỷ online là lần nữa luôn. Hứa mày luôn. Mày thấy vừa rồi không? Bị với anh em ở dưới coi là Bình Tân không? Mày đặt dàn xếp qua anh em đánh rồi chặn cho bỏ chạy không kịp. Tao còn quay đăng lên YouTube luôn. Mày thấy nhục mặt coi như là anh em chưa? Nghe mày không? Mày thấy mày biết cái vụ Bình Tân không? Người ta đang coi như nợ nặng với nhau kìa, người ta làm dân hồ đứng ra dàn xếp đi qua cái biển đánh cho chặn, mày thấy rồi nó quay lên coi như là vua, coi như là trên kênh thấy không, đập luôn cả xe luôn, mày thấy chưa? Đừng có dài. Thằng cô Lương à, cô Lương thì nói thật sự như thế này, Lương á, tại vì anh á thì nói thật sự anh hay coi nó trên Facebook, anh hay coi nó trên cái nền tảng ở TikTok này, thì đấy nó rất là làm nhiều cái, rất là cái chương trình mà gọi là coi là giúp đỡ cho những người mà khó khăn. Thì ra buổi tối thì hay like ở TikTok thì nói thật sự thì anh hay coi. Thì cái câu chuyện của anh với cô Luân thì cũng đơn giản thôi. Thì bữa hôm đó thì anh đang là coi như là bực mình ấy, anh đang coi như là chửi nhau với anh, đang là coi như chửi với thằng nhà Hải Phòng. Anh nói là bao giờ đúng chính xác chuyện chứ không bao giờ nói sai. Anh mà nói sai nữa lời con anh ra đường là coi như là xe đụng giấy, thấy không đấy. Thì coi như Lưng còn có vào coi rồi, xong rồi sau này anh cũng có đăng một cái video. Thì coi như Lưng kêu bữa nào anh em mình coi như hỏi thằng Nhãn có visa chưa, anh em mình mời nó đi qua bên Lào chơi. Thì mình nghĩ là anh em chắc đang nói chuyện để cho vui hài giải trí, thì anh gọi anh bằng anh thì anh phải gọi bằng em chứ, em hiểu không đấy. Cái câu chuyện chỉ có đơn giản thế thôi. Nhưng mà sau này anh cũng có nói rõ ràng, anh nói là ok, nếu mà trong cái phương diện và trong những cái nền tảng này mà anh em mà ấy gọi sang tao thật mày nè, cỡ mà tầm anh nói thật sự mày á, cỡ mà lúa của cô Lưng á thì anh có cố gắng bao nhiêu năm nữa không bằng anh xài ráng rồi, mày không. Nên mày đừng cứ nói về đó, anh nói không phải anh tự hào, anh nói thật sự mày nghe. Mày thấy cỡ cô Huấn nó mà chưa bao giờ mà dám mạch mồm với anh, chứ đừng có nói đến đó. Ở đó là anh nói thật sự, nói thật sự. Nhưng mà tại vì đó nó là làm một cái con người là rất là ok, thành ra bao giờ anh là cũng là nhìn nhận, hiểu chưa, chứ chưa bao giờ mà anh nói áo gì đó. Nhưng mà cái vấn đề là ở đây là bữa hôm là anh đang coi như là chửi thằng nhà Hải Phòng đấy, thì nói cho còn những cái là coi như comment nhà cháu ấy. Đầu xưa giờ anh nói thật sự với em nghe, chưa bao giờ mà nhiều khi anh coi rằng cô Luân thôi, chứ còn mà nói về comment hay này nọ chứ bao giờ có. Tại vì anh thấy là anh hay, nhiều khi anh mỗi lần anh đi làm xa xứ về quê hương này nọ giúp đỡ bà con ai này nọ vui. Thì còn mà đối với tuổi đời nó ra ngoài xã hội á, thì anh nói thật sự luôn, anh nói không phải mà để anh ấy, chứ tầm nó chưa là cái phẩy gì đâu anh. Anh nói thật sự chứ không phải bại, chứ đừng có mà nói ra xôi, đó là anh nói thật. Nhưng mà anh nhìn nhận được nhiều cái làm việc anh hay và ý nghĩa. Nhiều khi anh lên TikTok anh thấy cái live stream thì anh coi. Ê, còn cái công việc là bữa hôm là chỉ có việc đơn giản là anh đăng cái video. Nó thật sự á, thằng em nó có cơ bên, thì nói chung cũng là anh cũng là coi như là trả tờ và trả lời cho hợp tình hợp lý đấy. Tiếng nào anh, tiếng nhờ, tiếng nào, tiếng cầu giấy hay tiếng nào? Trên đời này á, mà nếu mà nói về lúa thì anh không tự hào, nhưng mà anh chỉ thua đúng 4 người ấy, có thể là anh thua ấy.
nó thật sự. Một là anh mạnh bèo, hai là anh thạch luồn, ba là anh Lâm Sài Gòn, và bốn là anh Long Giếng. Tầm cỡ các ông thì không biết lấy đỡ những người đó đâu. Các ông mà mỏi một phát là ngày mai là không hiểu nhà các ông vì sao mà lại bốc khói. Nói thật sự. Các ông mà những tầm nào thì chưa, anh chưa bao giờ mà phải là nhất tiếng. Nhưng mà tở tầm bốn người nói thì các ông chưa đủ tuổi mà biết đâu. Đó là mình nói thật sự. Cho đến tầm cỡ những đàn lớn luôn, gia đừng có nói đến là đại. Đó thật sự. À, chú Long Giếng đúng rồi em ơi. Chú Long Giếng thì nhà ở anh Long Giếng thì nhà ở số 8. Số 8 là coi như là đường gì đây? Tại vì lời anh biết anh Long Giếng á, lời anh Long Giếng còn là khổ cơ.